Tôi thì trong đồ bảo hộ y tế số 1. Phía bên trong thì đã ướt hoàn toàn rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là vui vì ngày hôm nay tôi cũng đã cùng với các bác sĩ ở đây, thứ nhất là được chứng kiến một cái tình huống cấp cứu là như thế nào. Thứ hai nữa là nó giúp cho mọi người có thể hình dung ra được cái công việc của các thành viên trong các cái đoàn công tác đặc biệt để hỗ trợ cho người dân miền Nam ra làm sao. Và thứ ba, bản thân tôi thì cũng đã tham gia vào cái việc chỉ rất là nhỏ thôi, là đưa bệnh nhân từ trong một con hẻm nhỏ ra đến ngoài xe cấp cứu chờ ở phía bên ngoài. Đó là những chia sẻ của nhà báo Lê Thành Lương, Ban Văn hóa Xã hội Đài Tiếng Nói Việt Nam về chuyến công tác đặc biệt vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Như phần lớn các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, anh luôn sẵn sàng dấn thân vào vùng hiểm nguy, bám sát trận địa, ngày đêm đồng hành cùng các y bác sĩ, đem đến nguồn thông tin nhanh nhạy, chính xác và chân thực về cuộc sống nơi tâm dịch. Sự tận hiến của lực lượng tuyến đầu nhằm kiểm soát dịch bệnh, sớm mang lại cuộc sống bình thường mới. Trong suốt 2 năm dịch COVID-19 hoành hành, Đài Tiếng Nói Việt Nam với đầy đủ 4 loại hình báo chí đã tăng cường thời lượng phát sóng về công tác phòng chống dịch, kịp thời cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình dịch trên mọi miền cả nước, khẳng định vị trí là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của đất nước, thông tin kịp thời, chính xác, góp phần ổn định tâm lý nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng chống dịch. Có thể nói là trong 2 năm vừa qua thì các cái phương tiện truyền thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã làm rất tốt cái nhiệm vụ thông tin tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận. Trong suốt quá trình đại dịch xảy ra thì các cơ quan thường trú của Đài ở trong nước cũng như nước ngoài, cũng như đội ngũ các phóng viên, biên tập viên của các kênh báo của Đài ở Hà Nội cũng đã thực hiện rất là tốt nhiệm vụ của mình, đưa thông tin hàng ngày rất đầy đủ, phong phú. Sự nỗ lực dấn thân của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã được khán thính giả đón nhận, chờ đón mỗi chương trình, bản tin của Đài. Tôi là thường xuyên là khán giả nghe chương trình VOV, tất cả các chương trình VOV là đều theo dõi thông tin của VOV, thường xuyên tôi nghe để nắm bắt các tin dịch, nhất là cái đợt dịch này, COVID-19 lan tràn khắp cả nước. Thì VOV thường tin đưa tin rất là kịp thời và chính xác. Khi mà Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lên những các cái tin tức, nhất là cái thời gian hiện nay đang nóng bỏng về dịch COVID thì tôi rất là tin tưởng Đài. Niềm tin của khán thính giả chính là động lực để Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mệnh của một trong những cơ quan báo chí chủ lực của cả nước, đem đến những thông tin chính thống, chính xác, nhanh nhất đến với công chúng, đóng góp vào công cuộc phòng chống đại dịch. Trong cái bối cảnh đất nước vô cùng trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn do đại dịch COVID thì phải ý thức được sâu sắc hơn nhiệm vụ chính trị của mình là tăng cường thông tin, truyền thông một cách phong phú, đa dạng, sát với thực tiễn, góp phần ổn định tâm lý nhân dân, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt và có hiệu quả các biện pháp kiềm chế dịch bệnh COVID-19, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh. Công cuộc chiến đấu với dịch COVID-19 vẫn còn gian nan và phức tạp. Bên cạnh lực lượng y bác sĩ, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam với vai trò xung kích đã, đang và sẽ là điểm tựa của nhân dân trên mặt trận thông tin, cùng tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, hướng tới cuộc sống bình thường mới trong tương lai.